cái đèn nước nó bắt thấu từ núi cao ra cũng như tự dẫn vừa, Dạ. mà do vừa đi á là cái que cái ấy cái dòng đây cái dòng đây nó lên yếu đồ đồ rồi cứ nụ nụ lên mấy hôm mùa mưa là nó vừa hết nó vừa thấu dư Long Phước đồ dòng Phước đồ kia không được. Không mà bây giờ ý là cái mùa hè như vậy, À, cái mùa này thì bây giờ nó vừa thiếu yếu nó nước lên kia này lên 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 Đồng Miễu cái nụ hứng nụ nụ chó giờ. là phải tập trung giờ đây hết. Xíu Nậu xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Xíu Nậu cùng với quý vị và các bạn bước chân đến nơi miền đất quê ở đây. Bây giờ mời quý vị và cùng với Xíu Nậu tham quan nơi đất miền quê này. Đây quý vị và các bạn, bây giờ Xíu Nậu và cùng với quý vị sẽ nhìn toàn cảnh ở nơi đất quê này. Phải nói nơi đây là một nơi vùng cao nguyên của một thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Ở đây là một địa phương nơi thuộc về xã Xuân Lâm. Ở trên này người ta gọi là thôn Cao Phong. Bây giờ mời quý vị và cùng các bạn để mà tham quan ở đây. Đây là một nơi bà con sống với cái nghề là nghề nông. Ở đây thì có một cái khu vực cho bà con canh tác vào vụ mùa rất là rộng lớn, nhưng mà rất tiếc thì ở nơi đây cũng vừa mùa hè thì gặp khó khăn về vấn đề nước, cho nên là quý vị và các bạn nhìn thấy vào mùa hè như thế này thì cây cũng bị khô càng đi. Ở đây thì bà con làm nông ở đây họ một năm chỉ canh tác 2 vụ mùa. Đây là Xíu Nậu nghe người ở đây người ta nói lại cho Xíu Nậu biết, chứ thật là Xíu Nậu không biết là họ canh tác được bao nhiêu một mùa, được bao nhiêu một năm, trong một năm vụ mùa trong một năm á quý vị và các bạn, thì không biết họ canh tác được bao nhiêu. Chủ yếu ở đây thì người nông ở đây người ta thường là trồng mía sắn. Như tới bây giờ thì vào cái mùa đây thì không còn nước nữa, thì chúng ta nhìn thấy là bây giờ đất cũng bỏ trống rất là nhiều, nhìn thấy không có hoa màu gì hết cả. Bây giờ chúng ta sẽ dạo quanh ở nơi xóm này cho quý vị và cùng với các bạn đỡ mà tham quan. Thì cái con đường bê tông đây thì chỉ có được đi tới cái một đoạn đó là hết rồi quý vị và các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ lần ra con đường ở nơi phía trước. Bây giờ là ở trong xóm. Bây giờ là Xíu Nậu cùng với quý vị và các bạn đi trên cái con đường bê tông. Thì nhà ở đây thì rất là thưa. Cách nhau nhà rất là thưa, không có nhà ở nhau, không có liền nhau nhiều, bởi vì ở đây là có vườn cách xa, cho nên là bà con sống là xung quanh nhà họ còn canh tác những cái hoa màu khác nữa, cho nên chứ không phải là một khu dân cư tập trung đông người đó. Thì cái cảnh ở miền quê đây chúng ta nhìn thấy nó rất là êm đềm. Buổi sáng hình như mọi người ở đây họ đi làm hết rồi, là hình như theo như Xíu Nậu biết thì những thanh niên thì họ cũng đi làm xa, bởi vì ở nơi đây thì công việc làm thì họ chỉ làm nông thôi, còn những thanh niên nào mà có cái nghề nghiệp thì người ta phải đi chỗ khác người ta làm, có thể đến thành phố thị xã hay là đi vào Sài Gòn hay là vân vân, người ta đi làm những nơi khác, cho nên là ở đây thường là thanh niên cũng rất là ít, chủ yếu là những người lớn tuổi họ ở lại và họ với bám giữ gìn cái nơi ở của họ truyền thống từ ngày xưa bây giờ, cho nên họ phải ở lại nơi đây. Còn có nhiều thanh niên thì họ cũng cũng đi học rồi, họ cũng tiến thân cũng xây dựng cho họ có một nơi ở khác, đó là theo như Xíu Nậu thấy là như vậy.
Phải nói là khi bước chân đến đây thì phải nói là chúng ta có một cái cảm giác như là cảnh Đà Lạt đó quý vị. Xung quanh là bao núi, rồi nằm cái thôn xóm ở đây nó nằm ở một cái thung lũng đó quý vị và các bạn nhìn thấy đó. Chính vì ở nơi này nằm trên một cái vùng núi cao như thế này cho nên là về nước thì rất là hiếm. Ở đây thì có một cái chỗ nguồn nước mà cách xa ở nơi này là bà con ở đây thường là tập trung cái mùa hè như thế này. Khoảng vào tháng như thế này là phía dưới xóm đây không còn nước nữa. Bà con phải tập trung lên trên đó và chở nước về để mà có nước sử dụng. Đi trên đường vậy là các bạn thấy người ta chở nước rất là nhiều. Đó, chú cho thăm chú. Ở đây thì chú tắt xe, tắt máy xe cho hỏi thăm ấy. Ở đây thì người ta lấy nước là tập trung lên kia phải không chú? Cái đèn nước nó bắt thấu từ núi cao kia cũng như tự dẫn giờ. Dạ. Mà do vừa đi á là cái dòng này nó lên yếu đồ cứ nụ lên mấy hôm mùa mưa là cái dừa hết, cái dừa thấu dư lòng phước đồ, dòng phước đồ kia không được. Không, mà bây giờ ý là cái mùa hè như vậy. Cái mùa này thì bây giờ nó gì thiếu nước lên kia này, lên đồng miễu kia nó hứng nó chỗ giờ là phải tập trung giờ đây hết. Cháu nghe nói là ở đây thanh niên đồ người ta đi làm xa hết, chỉ có những người già về ở đây phải không chú? Cũng còn thanh niên cũng còn ít, chứ còn đa số rồi nó đi làm Sài Gòn hết à. Đi làm hết do ở đây chú, ở đây là một mùa, vụ mùa là ở đây canh tác được mấy mùa chú? Một mùa một vậy rồi. Rồi đất đây cứ trực đầu ăn bảy, còn cuối tháng bảy giờ vậy đầu ấy rồi vậy bắt đầu mưa xuống này nổ rét, rét dù cứ ăn 11 vậy nổ rét. Dạ. Năm trời mưa thường mưa rồi. Chú Quang ở còn hỏi thế. Như vậy là ở đây chỉ là cái vụ mùa một năm làm có một vụ mùa thôi. Một mùa, chủ yếu là trồng cái hoa màu gì chú? Lúa. Con cái hầu kia trồng mía, bây giờ mía nó chết cháy rồi, nó bỏ hết rồi. Giờ cái lúa như còn chỗ nào nó ráo hót quá, nó đất bắp đất đổ đồ vậy, gieo đổ xanh đổ gạo rồi vậy. Sao cháu thấy ở đây như vậy là trồng bò, nuôi bò cũng thường lợi, mà sao cháu thấy ít có người nuôi bò quá chú? Nuôi bò thì nói đúng là cũng nuôi người vài bà con, chứ nuôi nhiều thì cũng có đồ ăn mua rẻ, cứ mua rẻ miết, cứ mà tháng cho 1.5 triệu, 1.5 triệu, 1.4 triệu, 1.5 triệu một chị ba gác vậy á. Dạ. Cũng nuôi vậy, chứ như tôi hầu cũng nuôi cũng ăn ban mà cái cũng năm có ban nghĩa giờ già rồi mình nuôi sao cũng hết cái thời sao nuôi gì chưa thì gần đi cũng lòi tử cung dù bán ấy giống mấy năm nay nó không trúng. Dạ. Dạ, vậy là ở đây cũng thấy sao người ta ở thưa quá ha, nhà ở thưa quá ha. Ở đây thì thưa nhà. Dạ. Hầu kia mới nhập phóng về đâu ăn 100 mấy, mình đây cũng được 200 mấy đâu. Cái hộ mà ở trên cái vùng này là cái đây là người ta gọi là thôn xóm chú. Đây kêu thôn Cà Phong. Thôn Cà Phong được bao nhiêu hộ chú? Tôi cũng không hiểu, nghe nữa 200 mấy đó mà không biết. Dạ. Như tôi cũng 250, 260 gì vậy. Dạ. Tôi không rõ, mấy ông trưởng ba thôn rồi nó biết, còn tôi cũng thạo anh đó. Dạ. Thì nghe như 200 mấy hay sao. Dạ. Vậy dạ. Mới vô khám được con trăm mấy à. Dạ. Dạ, cảm ơn chú ơi chú. Dạ. Đó, quý vị và các bạn, vừa rồi mình có hỏi thăm ông chú, và ông chú ổng thì người ở địa phương ở đây, thì ông chú ổng nói chuyện cho chúng ta nghe. Và cũng như quý vị nghe thì quý vị cũng biết được rồi. Như vậy là quý vị và các bạn cũng quá hiểu về một nơi miền đất như thế này. Thì một năm người ta chỉ có một vụ mùa mà thôi. Cho nên là cuộc sống nói chung là nơi miền đất như thế này, đất thì rộng bao la. Quý vị và các bạn nhìn thấy là đất rất là rộng không? Nhìn đẹp lắm. Nói về cái nơi ở nơi đây
thì cái cảnh rất là đẹp quý vị và các bạn. Phải nói là giống như Đà Lạt. Nếu giả sử ở đây mà có nước đầy đủ thì Sứ Nẫu tin chắc thì cái nơi miền đất này rất là trù phú. Không những đất nơi này trù phú mà có thể là tạo dựng lên một nơi du lịch mà mọi người sẽ quan tâm và sẽ phát triển du lịch rất là mạnh. Bởi vì sao? Ở nơi này thì quý vị nhìn cái quang cảnh nó rất là đẹp quý vị ạ. Đó, quý vị và các bạn nhìn coi, nó rất là thơ mộng, rất là đẹp. Không những như vậy mà quý vị có biết không, còn cách xa từ ở đây đi đến biển thì không có xa, mà cũng là những nơi mà có thể là vui chơi trên biển là người ta đi xe khoảng là 2 km thôi quý vị, 2-3 km thôi, 2 km chứ không tới 3 km là đến một cái vịnh Xuân Đài đó quý vị. Thì cũng rất là đẹp, cũng là nổi tiếng về cái vịnh Xuân Đài. Thì nói đến vịnh Xuân Đài của thị xã Sông Cầu thì quý vị và các bạn cũng từng nổi tiếng trên khắp mọi miền rồi. Đó, bây giờ thì quý vị thấy không? Rất là đẹp. Sứ Nẫu sẽ từ từ lần bước cho quý vị và các bạn tham quan ở cái nơi này để nhìn thấy được cái cảnh đẹp ở đây. Nhân dịp đây cũng như là Sứ Nẫu làm cái video này cũng mà muốn đưa cho quý vị một cái chuyến du lịch qua cái màn hình như thế này để cho quý vị có một cái cảm xúc về nơi miền đất của nơi miền quê mà chúng ta cũng tự hào là cũng nơi miền đất rất là đẹp mà cũng đem đến cho mọi người có một cái cảm xúc vừa mặt tinh thần du lịch. Cũng như là ai mà thích về cái những cái cảnh hoang dã như thế này thì các bạn thấy là phải mê ly thôi chứ không có còn gì để mà chơi hết. Và Sứ Nẫu thì Sứ Nẫu cũng rất là mê những cái cảnh như thế này đó. Nếu như mà chúng ta mà đến đây để nghỉ mát hay là để hòa mình vào cái tâm hồn vào với thiên nhiên thì không còn gì để mà chơi hết. Khi chúng ta sống ở một cái nơi mà gặp nhiều người đông đảo rồi là lời qua tiếng lại trong cuộc sống thì tập trung nơi chỗ đông người thì không tránh khỏi sao mà về vấn đề cái chuyện mà qua chạm. Mà khi qua chạm thì chính là con người với con người đỡ rồi làm với nhau, buồn với nhau. Và cũng vì chính con người mà làm cho con người của chúng ta phải buồn và dẫn đến là phải là chịu những cái thời gian mà chúng ta phải già đi là chính vì cũng là một phần tác nhân của những con người với nhau làm cho nhau buồn rồi nói với nhau những lời không hay rồi bực tức rồi giận hờn rồi có thể là dẫn đến bệnh tật. Có nhiều đó, như quý vị và các bạn cũng thấy có nhiều người mà họ cãi với nhau, họ tức nhau, họ phải lên đùng răng, họ chết vì cái tức, vì cái giận hờn, rồi họ buồn bực cũng vì cái giận hờn của con người với nhau mà họ phải dẫn đến một cái bi kịch bi thảm rất là đau đớn cho cái cuộc đời của chúng ta. Cho nên là có những dịp mà chúng ta phải hòa mình vào thiên nhiên, mà những cái lúc mà chúng ta thấy cái thiên nhiên đó, cái cảnh hoang dã nó yên bình như thế này thì thật là quý luôn. Cho nên là hôm nay Sứ Nẫu, mục đích của Sứ Nẫu là muốn gửi đến cho quý vị và các bạn những cái cảnh đẹp là như vậy đó. Bây giờ chúng ta hãy nhìn toàn cảnh ở nơi đây. Nói chung thì Sứ Nẫu là người ở miền quê, cái giọng nói của người dân Sứ Nẫu thì nói không có được truyền cảm đến cho các bạn nghe được. Cho nên là nó cũng
làm cho quý vị và các bạn khi xem cái video này thì cũng làm cho quý vị mất đi một cái nguồn cảm hứng, là vì cái giọng nói rồi cái cách người mà nói diễn tả không có được hay. Nếu giả sử cái cảnh video này mà dành cho một cái người MC nào đó có giọng nói hay, có cái giọng nói mà truyền cảm, thì họ sẽ diễn đạt và diễn cảm cho quý vị và các bạn sẽ nghe nó sẽ thêm phần hấp dẫn hơn. Nhưng mà bây giờ thì quý vị và các bạn cũng phải thông cảm cho, bởi vì người miền quê, người cuộc sống ở miền quê có một cái giọng nói nó đặc biệt, đặc trưng cho người miền quê là nó như vậy rồi. Quý vị có gì cũng thông cảm. Bạn thấy những em học sinh đi học đạp những chiếc xe đạp ở miền quê như thế này, nhìn thấy là hồn nhiên này. Đó, quý vị và các bạn nhìn thấy này, đó, một em học sinh có những cái cảnh mà đi đạp xe đi học đó. Thấy hay chưa? Giờ tiếp đến chúng ta đi ra con đường này. Thì ở đầu đường của nơi đây thì quý vị và các bạn thấy họ nhóm nhau một cái chợ ở xóm. Cái chợ ở xóm thì lác đác một hai cái liều thôi, và cũng lác đác một hai người bán thôi, để mà phục vụ cho bà con ở xóm đây. Đó, bây giờ chúng ta sẽ bước qua nhìn thấy cái chợ này. Thì lác đác có một cái vài cái liều, rồi bà con tụ họp ở đây, họ bán những cái đồ để mà phục vụ cho ở xóm đây. Đây như quý vị và các bạn nhìn thấy này, ở đây như hồi nãy chú nói thì chúng ta sẽ đi lấy nước, thì họ chở nhau, chở những cái bồn nước như thế này, và đi cách đây đi khoảng mấy cây số là quý lấy được nước đây thím. Cho đây cây mà dưới kia hai cây. Cây với hai cây, nói chung là cái dân đây cây với hai cây. À, chứng nhiên là đi lấy nước á, là dùng mấy cái, chứng nhiên là dùng chiếc xe Honda rồi chở cái bồn này vừa lấy nước xài, đúng không? Để mà sử dụng, đúng không? Khổ lắm, ở đây dân đây còn khổ, mưa khổ lắm. Thì quý vị và các bạn thì đó đây này, cho các bạn thấy là chở nước này, đó, đang chở nước đó, thấy chưa? Đó là những cái bồn nước mà họ lấy chở nước gì đó, quý vị và các bạn. Thì ở đây họ cái chợ ở đây là Xứ Nậu giới thiệu cho các bạn, là ra ở đầu xóm thì có một cái chợ nhỏ đó, người ta bán như thế này, nhóm bán để phục vụ cho bà con ở đây đó. Chắc là cái liều bên đây là bán cá đồ không đó, là một cái liều bên kia là bán trái cây, rồi bên đây là bán cá. Đây à, quý vị và các bạn, chào quý vị và các bạn này, họ tập trung nhau, chỉ có một người bán thôi, họ tập trung nhau họ mua cá rồi mua gì để phục vụ cho buổi trưa. Như vậy đó. Đó, như vậy là Xứ Nậu đã tất cả những cái gì mà hôm nay Xứ Nậu gửi đến cho quý vị và các bạn biết qua được một nơi miền đất ở quê đây. Video sau, bye.